cho các bạn xem nha. Đúng rồi, ai phải để dưới mà bạn mới thấy được. Đó. Như thế này nè, ai phải kéo ra, kéo, à, buông qua chữ ra, kéo vậy đó, buông, ủa, ủa. Không kéo không được đâu. Một kỳ vậy ta. Làm như vậy nào? Ủa vậy hả? Ba nhớ là kéo được mà. Các bạn chia sẻ kéo được. Kéo lại Bi ơi. Mình chơi lại nha. Kéo lại nè. Không, Bi đè cái đầu xuống. Mạnh lên kéo mà lưu lại. Kéo lưu lại. Rồi buông ra nó chạy. Đó nè. Đúng rồi. Đúng rồi, buông. Đó. Đó, đây nè là những điều bạn nó là Bi không? Wow, bạn nó quá trời lên béo. Đó, bạn nó nằm trong cái hộp á. Là nó đang ngủ á. Ờ. Giống như đang ngủ say mê á. Ừ, quá này xe của nè. Là để máy máy xe đó làm để làm mini game hả? Mini game cho mấy bạn hả? Bạn cũng chúng ta đó. Ờ, là phần thử với mấy bạn nha. Quay đầu lại nào. Xếp hàng vô xe tăng nè. Ừ, xếp hàng vô. Em đi quay đầu máy đi xe ngay lại xếp hàng đi. Ồ, máy xe này tự nhiên có chiếc xe tăng nữa hả ta? Xe tăng. Bảo vệ á. À, xe tăng bảo vệ máy xe này hả? Dạ. Cho người xấu á. Người xấu vào á. Nó mà thấy vậy chạy ra nó chặn lại xong rồi nó chặn như vậy xong rồi bắn hai tên lửa đùng. Ghê vậy? Lửa bọt sáng. Bây giờ mình cho nó chạy lại cho mấy bạn xem đi. Okay, okay. Cái hồi nữa mình lấy những xe kia ra mình bỏ pin vô để xem nó hoạt động thế nào nha Bill. Xe này hả ba? Ừ. Để con tới trước. Rồi đêm đây. Để con nữa. Trời ơi, chạy ghê thiệt. Trời ơi, chạy đâu nhẹ nhẹ thôi, cho ba sắp lại chứ. Đây. Cho chạy lại nha. Có hồi nữa lấy xe máy xe bự kia ra mình bỏ pin vô cho nó hoạt động như thế nào đi không? Dạ. Em đi ngồi bên đi. Xe tăng sẽ đứng ở đây. Ừ. Ủa, con nhớ xe tăng đứng ở đây mới được. Ờ đứng đâu cũng được, không gì đâu. Đó rồi em đi cho nó chạy lại nè. Tới được quên à. Xe quá vậy chậm đi trời. Xe bên đèn mạnh dữ à. Nó đang chạy mùi yêu. Ba phải chém cho nó chiêu mới chạy nhanh được. Nhạc kỳ. Ba phải chém cho nó chiêu. Thôi xe bồn này chắc cũng được rồi. Rồi hả. Thôi mình đi ra nha. Nè vậy cũng được béo béo. Nè mình lấy tầm vuốt nè. Con buông ra chạy nè. Ba đẩy vô lẹ luôn. Rồi bắt đầu giờ lấy máy xe bự ra Bill. Máy xe bự mình đâu ta? Các em ơi, dậy đi. Các em nó dậy đi. Đây, các em nó đang nằm trong này nè, đóng trong này luôn nè. Đó. Ê, không, xe này có rồi, giờ lấy xe khác thôi. Đúng rồi. Đây là nó nhẹ nhẹ thôi chứ. Đây là xe tăng chiến đấu. Chuẩn bị vô pin luôn. Xe tăng này dữ nè. Ừ. Lấy máy hộp ra Bill, mấy cái hộp á, máy hộp mình lấy mình khui ra cho mấy bạn xem. Đó đúng rồi. Xe tăng khui dữ. Xe tăng đại ca. Ê lộn, xe tăng đại ca. Rồi xe nữa. Tăng vũ lĩnh nè. Rồi tiếp đi. Bên đây xe tăng vũ lĩnh nè. Rồi xe biết tăng rồi. Đại ca, đây xe tăng quân lĩnh. Ừ, xe máy xem xét luôn. Wow, xe bồ nữa nha. Ok. Xem nhé, cảnh sát thứ dữ nè Bill. Đúng rồi, nó có được xúc cái á. Xúc cái cái là nó đi được á. Rồi, đi ra hết đi. À, chờ tới chứ. Đây là xe bồn. Xe bồn quay được nha. Đợi xíu, hồi nó bô pin vô luôn. Mình đang mùi
xe này có rồi. À, lấy xe cái ghẻ đó, xe điện đó, đúng rồi. Đúng rồi, xe điện mini. Rồi bắt đầu mình bỏ pin vô chạy cho các bạn xem này, theo đây xe bích. Xe này đừng có bỏ nha. Rồi tùy con à. Tùy con ba luôn. Đưa mấy cục pin cho Bill, lấy mấy cục pin con. Con đào sẽ chở pin. Mình mới cho nó hoạt động hết một lượt cho các bạn xem luôn nha. Rồi mấy bạn đợi xíu mình bỏ pin vô coi. Con tạo cho pin nè. Cho lấy cho cái đồ bảo hộp, mở hộp ra. Trước tiên là bỏ xe bồn vô trước. Đây. Bỏ xe này bỏ đâu? Khoan chờ bà xíu. Đây mở cho con nha. Từ từ lấy cho. Tháo giùm mấy cục pin ra, mấy cục pin trong hộp ra. Trời ơi, bấm hết trơn vậy, ai cũng bấm hết trơn vậy. Có ai phụ mình không? Đây nha, cái này bị chém. Trời ơi, nhà có 5 người à. Ơ, cái này bị chém con kia rồi. Rồi, em nhà nào có 5 người. Nhờ người hỗ trợ để Bill. Cái gì đâu mà hai cha con mình làm không à. Để đây, tháo ra cho. Đem, bé, cho con nữa. Làm cái gì phải có người hỗ trợ, đúng không? Ai dọn về thiện trường? Hết hồn nha. Hết hồn của nó pin nữa hả? Từ từ, tại sao nó chạy nó kêu gặp gặp là sao? À, cái này nè. Nó bị kẹt, khoan chờ xíu, kẹt chỗ nào đây? Em Bill nét ra đây em Bill. Đúng rồi mà, nó nằm nhờ đúng rồi. Tại sao nó không chạy, nó kêu cái gì? Chiếc nào nữa đây, đây chiếc xe tăng mạnh nhất. Đây là xe tăng ơi. Ơi, đây xe tăng yếu nè, đây xe tăng mạnh nhất, đây cũng là xe tăng mạnh nhất. Đi dùm cái đồ mở đi. Qua mở bằng gì vậy? Dao nhỏ con Bill á. Mẹ ơi, xe này nữa phải có người hỗ trợ. Đúng rồi. Bỏ này vô lâu lắm á. Con tháo ra được rồi đó. Em Bill hỗ trợ ba đúng không? Thì cho nó hoạt động một lọt hết luôn cho mấy bạn xem nha con Bill. Dạ. Giới thiệu sự thử cho mấy bạn xem thôi. Ô, mấy nhỏ xem nè. Đó. Xe này có hỏa có pin nó nạp tạng nó bắn á. Này phải chờ xíu cho bỏ hết vô. À, đi ba con cầm không được đâu. Em đi ngồi xích ra xíu đi. Đây một cục pin. Rồi cái nào nữa? Đưa đây. Nè. Đây hai cục pin. Xe tăng đại ca, đây là xe tăng đại ca nha. Ủa đây xe tăng phụ lĩnh đây nha. Đúng rồi. Đây xe tăng phụ lĩnh, đây mới là đây. Xe tăng đại ca. Đúng rồi nè, có bánh xích luôn nha. Thôi. Xe tăng dữ nè, đây là xe tăng đại ca, đây xe tăng lính nè. Ừ. Cho cục pin nữa đi em Bill. Rồi. Cô Bill hỗ trợ bà nè. Cái này nó nhỏ hơn chiếc xe tăng. Xe bít của bữa chiếc của BB. Xong chưa em Bill? Rồi, ba lấy cây kim ba đâm vào đi. Rồi bà. Rồi. À, cảm ơn em Bill okay, nha. Ok, đưa cho con nè. Cái này là hai cục pin. À, xe này chuyển nhanh lắm nè. Đây, thử thôi nha. Tăng thu lĩnh nè. Rồi đưa cái gì đây? Đưa hai cái hộp nữa đây mẹ hỗ trợ luôn cho. Bưng lên nào. Đây. Cảnh sát. Rồi cũng cảnh sát luôn. Đây mình nét ra coi. Ủa hết pin hả? Không hả? Về đây. Không đủ hả? Mấy cục còn đủ rồi. Bên cục. Còn hai chiếc nữa nè.
ngồi quăng bên em biết ngồi che mấy bạn hết, mấy bạn không có xem gì được luôn á. Wow, cái này sao mà nó lại nhiều ấy quá nè. À đây xe cảnh sát cơ động nè. Cảnh sát thu giữ. Cảnh sát giữ là cảnh sát cơ động. Dạ, mình sắp lại hết cho mấy bạn xem đi. Cho này nhào lộn các bạn mới biết được chứ. Bơi. Các bạn. Mình nhào lộn sao xong mình nhào lộn xong xong rồi mình tháo pin ra nha. Rồi. Đó thì cho mấy bạn biết được nó hoạt động như thế nào, mấy bạn mới biết xe nó dữ. Mình mở nó. Giờ nè Phan chưa đâu. Thôi để mở cho mấy bạn xem chứ tự nhiên mà. Con có xếp là hết đi cho mấy bạn xem hiểu không? Đây 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 đây. Em biết là không nghe lời ba gì. Không đợi nè. Đây. Đây chưa có pin đâu. Xe này cảnh sát thi dữ nè. Đó. Chờ xíu nha. Đã xong được chưa? Của cái này là của cái nào? Đó nó chưa mà em biêu này. Em biêu gấp quá, mấy bạn không gấp mà em biêu gấp quá. Mình phải chuẩn bị hết cho mấy bạn xem một lượt. Đây là xe nào đây? Hết pin hả? Ừ. Hết pin phải không? Trời. Rồi, 20 cục pin mà không đủ luôn. Nhiều xe quá mà. Để coi đủ xe này không? Rồi xong phim. Cái gì nữa? Mình cho xe này lộn nhào hết rồi tới xe cảnh sát được rồi. Cho thêm cục nữa đi. Ở đâu nữa mà cho? Rồi còn sót cục nào nữa không? Ở trên đi hình như còn á. Nè cái hộp lấy xuống nè. Trên kia á. Còn cục quá. Nó xong chưa con mở được không? Con nghĩ sao mấy bạn mới đang chờ đợi mà con cứ nói hoài. Em yêu là lúc động gấp gáp hết trơn. Dạ em yêu sắp lại hết đi cho mấy bạn xem. Em yêu sắp mấy xe vô đây hết đi cho mấy bạn xem đi. Bây giờ mấy em nhỏ này vô đây hết. Vô đây, vô hết đây. Vô mấy em nhỏ này, vô hết đây. Con ngồi vậy, con làm đàng hoàng cho mấy bạn xem coi. Chứ con ngồi, con nằm ngoài mấy bạn không thể xem con luôn á. Rồi, hết pin luôn. Rồi cho hoài làm sao cũng được. Hai. Dạ các bạn đợi xíu nha, mình ngừng lại mình lấy pin ra.